Chào anh em nhé, thì hôm nay lên mình lên kiểm tra cái hệ thống cam an ninh của cái xưởng băm, mấy xưởng móc ván. Thì nó bị chết mất một cam nó không nhận tín hiệu ấy. Thì mình lên mình kiểm tra thì do cái ship chia mạng, ship chia nguồn ấy, PoE thì nó bị nhiễm sét, dẫn đến là chết mất một cổng, cam lại không chết. Đấy, đây là cam mình đắp góc này. Thì là mình đã thay cái ship thì nó ok rồi. Thì mình mời các bạn xem nhé, mình đã thay cái ship như nào và những phương án phòng tránh sét đánh như nào. Anh em xem đến đây thì cho mình xin một đăng ký kênh nhá, để ủng hộ mình làm nhiều video hơn nữa. Đó. Ok anh em, để bắt đầu mình mới thay cái ship nhá. Hello, chào mừng anh em đã đến với kênh của máy tính công bài nhá. Thì hôm nay mình đi kiểm tra lại hệ thống camera an ninh cho một cái xưởng mâm. Đó, đây là xưởng mâm này, mấy xưởng bóc gỗ này. Thì hiện tại kiểm tra sơ sơ thì đã phát hiện ra là nó chết mất một ship chia nguồn nhé. Ship chia nguồn PoE thì nó chết mất một cổng do là bị nhiễm sét. Khi mà có sấm sét ấy thì anh em nhớ rút điện ra nhé, rút điện, chỉ cần rút điện ra thôi là hệ thống cam của anh em sẽ ok, không bao giờ bị làm sao. Đấy, đây là cái xưởng băm này, rộng. Và xưởng băm này hiện tại mình đang lắp 8 chiếc cam IP cấp nguồn PoE. Thì hiện tại thì chết mất một cổng cấp nguồn PoE. Giờ mình đã thay thế một cái ship PoE mới này. Mình đã thay thế ship PoE mới rồi nhá. Anh em chú ý là chỉ cần cố gắng rút điện khi mà có sấm sét, hoặc sấm sét thì trong vòng khoảng 30 phút đến 1 tiếng quay đầu thôi, nó không bao giờ có lâu. Nên anh em cứ chịu khó rút điện ra thì sẽ đảm bảo hệ thống an ninh của anh em sẽ không gặp vấn đề, bất kỳ một vấn đề gì. Ok anh em nha, thì mình sẽ bắt tiến hành lắp đặt gắn vào. Rồi xuống quay xuống màn hình cho anh em xem. Ok, mình đã lắp nó vào đây rồi, ghim nó vào đây rồi, gọn gàng rồi. Đã cắm dây ok rồi nhá, tín hiệu đã sáng rồi. Tín hiệu của 4 cam đã nhận. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống. Đây là cái xưởng băm gỗ. Đấy, bên này là bóc gỗ, móc gỗ ván này. Ở đằng xa kìa. Đấy, đeo lên phơi nhá. Bên này là cái xưởng băm. Cam thì lắp ở các góc. Kìa là cái băm ấy, băm nó ra cái mặt gỗ ấy các bạn ạ. Đó. Thì để nói về cái cách khắc phục sét đánh này thì không có cách khắc phục nha, chỉ có đề phòng đấy các bạn nha. Sét nó đánh vào thì không thể cái gì chống được, chỉ có đề phòng thôi. Đề phòng là gì? Đề phòng là một phương án, một là lắp các thiết bị chống sét có tiếp địa, nhưng các thiết bị quá đắt nên thành ra là gần như là không có chỗ nào lắp nhé, không có đơn vị nào lắp, chỉ có đơn vị công ty hoặc là cơ quan nhà nước thì mới lắp thôi, còn nếu mà dân thì không ai lắp nữa, tại vì nó đắt quá. Phương án thứ hai là rút điện, thì chỉ có phương án rút điện thì sẽ ok thôi, nó sẽ đảm bảo là không bị sét đánh nữa. Ok. Đã lên đủ 8 cam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vừa nó mất cái cam này anh em nhé. Mất cái cam này.